Thiên vương Hồng Kông Lưu Đức Hoa qua đời ở tuổi 59 vì bệnh ung thư. Tin tức Lưu Đức Hoa đột ngột qua đời được báo giới Hồng Kông và Đài Loan đăng tải gây xôn xao cộng đồng mạng. Mới đây, cư dân mạng phát hiện một trang web của Hồng Kông và Đài Loan đăng tải thông tin Lưu Đức Hoa đã qua đời ở tuổi 59. Không chỉ có vậy, đoạn video cho thấy thiên vương Hồng Kông này nằm trên giường bệnh liên tục nôn ói khi tiến hành hóa trị vì ung thư giai đoạn cuối cũng được chia sẻ. Thậm chí có người trong cuộc còn tiết lộ việc Lưu Đức Hoa phải hủy show diễn hồi cuối năm 2018 do mắt rộng cũng là vì căn bệnh ung thư gây nên. Đây là tình trạng xảy ra sau khi dùng thuốc điều trị. Phản ứng lại thông tin trên, người hâm mộ của Lưu Đức Hoa lên tiếng cho biết nam ca sĩ này vẫn khỏe mạnh. Vào cuối tháng 9 vừa qua, Lưu Đức Hoa còn xuất hiện trong livestream mừng sinh nhật của mình. Những hình ảnh tại buổi phát sóng trực tiếp này cho thấy tài tử U60 rất phong độ điển trai và không hề có dấu hiệu của một người mắc bệnh ung thư. Ngoài ra, vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, bài hát mới của Lưu Đức Hoa còn được chia sẻ trên mạng. Điều này cho thấy tin tức ông bố một con trên qua đời vì bệnh ung thư chỉ là tin đồn thất thiệt.